Lâu rồi. Tầm 35 làm hướng dẫn mọi người một cái gọi là context, anh em ạ. Dùng khá là hay. Nó xử lý được bài toán hôm nay mọi người. Bài toán hôm nay là bài tập em giao trên nhóm ấy. Phải có cái này mới làm được. Nó cái này. Nó phần nâng cao nhá. Nó sẽ là phần nâng cao mọi người. Chỉ có ý nâng cao thì mới cần kiến thức này thôi. Thì chút em sẽ hướng dẫn mọi người luôn.
Hello, hello anh em. Đây sẽ có một nội dung là context. Context cung cấp khả năng tạo ra một cái biến sử dụng phạm vi rộng, tức là ở nhiều component anh em ạ. Một cái state nó ngang với Redux mà rất là hay, nó dễ Redux nhiều. Nhưng điều sau này thì Redux thì nói chung là nó là bản trước của thằng này. Thì em dạy cái này luôn để mọi người có tiếp cận một chút, nó cũng khá là dễ hiểu. Hơi mất công xây dựng một chút nhưng mà nó hay hơn, nó dễ dùng hơn. Thì anh em chờ 3 phút nhá, 3 phút em sẽ nói nhanh cái này dễ cực. Xanh. Làm này xong, hôm nay mọi người ứng dụng vào phần tìm kiếm được. Thì buổi sau em sẽ vừa chữa bài này và vừa gọi là hướng dẫn mọi người cái kiểu mà đăng nhập vào ấy, xong rồi sẽ lưu thông tin này. Lưu thông tin xong thì sẽ khi nào nhỉ? Thì sẽ gọi là lấy cái user mình vừa lưu được ấy, mình sẽ để cho cái chức năng tạo bài viết luôn. Tức là mình tạo bài viết thì mình sẽ biết được của user nào, mình sẽ làm như thế luôn ấy. Mình chạy lại dự án cái. Điểm danh em ơi, điểm danh. Nguyễn Minh Luân là ai vậy? Lạ vậy?
Đúng rồi vậy. Lạ lùng thật anh em ạ. Hello anh Cái nhé. Nay thì chúng ta sẽ giới thiệu một cái gọi là con tích anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta xem là nó là gì đã, để làm gì anh em. Thì về cơ bản nhé, cái context thì nó sẽ là nó sẽ cung cấp một state dùng toàn dự án. Vậy nó sẽ dùng toàn dự án thì không đúng, nhưng mà mục tiêu của mình, mục đích của mình chính thì mình dùng cái này kiểu này. Nó cũng không phải là chỉ được toàn dự án mà có thể nó giới hạn lại. Thì tuy nhiên là bây giờ mình tạm chỉ dùng cái kiểu như này đã. Và thứ hai là nó rất là dễ dùng, nó phải giống 99% với lại state. Đấy. Tuy nhiên thì nó chỉ mất một cái bước nhỏ thôi, một bước duy nhất, đó là tạo. Thì tạo như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Ví dụ như nào cho hay ạ? Ok, thì bây giờ em sẽ tạo hai component bất kỳ đi. Đâu nhỉ? Tạo một cái context trước đi, cứ tạo context trước nhé. My context. Cái này sẽ là một component anh em ạ. Nó sẽ là một component mà cho phép mình quản lý dữ liệu cho cả dự án thôi. Đúng nhỉ? JS đúng nhỉ? Đúng không? Đây, thì mình sẽ có hai thứ. Đầu tiên là một cái context. Và cái này thì có thư viện của bên React luôn anh em ạ. Đấy. Cái thứ hai là mình sẽ tạo một component. Đấy. Cái này thì hoàn toàn mọi người có thể copy nhé. Nó không nhất thiết phải là nhất thiết phải viết tay đâu anh em ạ. Cái này thì chỉ dùng một lần để copy thôi. Nó sẽ là một đối tượng xuyên suốt của mọi người cứ thế mà dùng thôi. Rồi. Đấy. Về cơ bản thì nó sẽ cung cấp cho mình một cái hàm, thứ nhất là một cái biến, và thứ hai là một cái hàm để cập nhật rất rộng, thế thôi. Còn lại thì nó cũng không có gì nhiều. Đa phần thì chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ bên trong của nó luôn. Như này. Đây là chúng ta đã khởi tạo xong phần context rồi. Thành phần cơ bản của nó thì sẽ có một state và một cái hàm để set state. Set nhưng mà lại không phải set trực tiếp, mà mình sẽ set kiểu cái này thì mình sẽ set kiểu như là mình set ở bên ngoài mà không phải set ở bên trong của component nhé. Bây giờ mình sẽ thử dùng như nào nhé. Dùng thì mình dùng rất là dễ, đâu rồi nhỉ, function đâu rồi, đây constant context đi, không cần đặt là context, đặt là cái gì cũng được. Context ct đi, bằng use context rồi. Đấy, thì đây là xong rồi. Context này trả về một cái gì? Từ, chết rồi, lâu không code được, quên mất anh em ạ. Cách dùng như context à? Nó trả về gì ạ? New context. À, từ từ đã. Thế thì bước 1 chưa phải bước này anh em ạ. Bước 1 nó sẽ là bước mà anh em mình cần phải xử lý, bọc nó ở trong phần phần nào mình muốn dùng context thì mình bọc anh em ạ. Ví dụ ở phần này chúng ta sẽ cần dùng context thì mình sẽ bọc giống kiểu router ấy. Đấy. Đúng rồi, đúng không? Còn gì đâu nhỉ?
Như thế đâu. Để em nhớ xem là dùng context như nào nhé. Cái này có thể truyền vào my context không nhỉ? Giờ thì chúng ta biết rằng là ủa bây rồi Đấy, thì có thể dùng như này. Bây giờ em sẽ thử thử xem nào, thử dùng nó đi. Trước tiên thì khởi tạo một giá trị đã. Giá trị nó là số 1 đi. Bây giờ sẽ thử hiện ở bên kia xem hiện được không nhé. Bên app dùng context đang ở đâu? Đấy. CT. DHI không có khả năng dùng sai cú pháp anh em ạ. Provider cấp rồi mà. Nếu bị thiếu nhỉ? Provider vào app. Nghĩa bị sai cú pháp dùng không? Tìm lại vậy. My context. Thôi. Cách dùng view context trong dự án React. Nói em có một cái dự án mà em lại revert mất rồi, em lại xóa cái code context đi rồi. Thế thì mình có rồi. Chỗ này xong này. Ừ, chỗ này bọc đúng rồi này. Chỗ dùng à, chiếu chuyển này à? Đó, chuyển vào nữa. Đây, chỗ này đấy thôi. Đó. Rồi, thế thì bây giờ thử lốc nó ra xem nó có gì đã anh em. Cái này chắc là chưa in được đâu. Rồi này, lốc thử này. Nó hiện tại nó sẽ có một cái hai cái thông số như này anh em ạ. Thứ nhất là nó sẽ ở vị trí thứ không mà. Thì hiện tại nó đang coi là số 0, thì mình có thể thử in nó ra. Em ngồi đang cũng không nhớ tại sao nó là số 0 đâu anh em ạ. Không sao. Đây nó có số 1 ở đây chuẩn này anh em này. Đấy thì giống như thế. Bây giờ em thử khởi tạo đối tượng từ ban đầu đi. Tức là bây giờ mình không phải là để số 1 đấy nữa, mình phải là đối tượng để xem nó nào. Context. Đây, name. 2.na chẳng hạn. X 2.20 chẳng hạn. Như thế. Bây giờ mình thử sang context thì xem nó khác ở đâu nhé. Dùng qua ở bên app ấy, thì mình chỉ lốc thôi nhá. Cái này thì biết này là lỗi. Chỉ lấy cái lốc thôi, xem có không ấy. Sao mà em giỏi lắc nhỉ? Đây thì chúng ta sẽ có nó như này anh em. Đấy, nó sẽ như này, được chưa? Đây chính là cách chúng ta lấy được nó dài dùng. Vậy thì nó sẽ luôn nằm ở vị trí không, bởi vì context nó sẽ đưa mình cái mảng, thì đương nhiên là chúng ta sẽ ở vị trí không, chúng ta có dữ liệu không? Thế thôi nhỉ. Khả năng do đây là mình biết cái này là do mình khai báo ở đây là giống mặt thôi, còn không thì tùy mọi người. Đấy, thì bây giờ mình có thể lấy ở đây để dùng. Dùng ở đây thì dùng như nào? Thì mình dùng vẫn như thế thôi, chúng ta vẫn là CT tại vị trí không chẳng hạn. Chấm. Có chấm nhỉ? Chấm name đúng không? Chấm name. Đấy, sẽ như này. Đấy, thì đấy là cách chúng ta sẽ sử dụng. Thế còn bây giờ cập nhật thử đi. Để em xem nào. Cập nhật thì biết như nào hợp lý. Thôi trước khi cập nhật thì anh em cùng thử này vào đã nhé. Xem có được không nhé. Để ý mới import nhé mọi người nhé. Đây. Chúng ta có hai file code là file context và file app. Ngoài ra ở file index thì chúng ta cũng cần xử lý một tí. Đấy, chị anh em có thể thử cái phần context này vào. Sau đó thì em mới demo cái đoạn mà nó cập nhật một cái thì cái khác cập nhật đấy. Anh em thử xong đi rồi em lấy cái phần mà cập nhật thử state anh em đi. Anh em khởi tạo cái này trước. Sau đó thì sẽ bọc nó ở index. Rồi sau đó thì chúng ta sang app chúng ta viết thử.
Ừ, có thể dùng chung một cái được anh ạ. Dùng chung tất cả vào một context cũng hay, là một lựa chọn tốt, tùy thôi. Hoặc là ở trong context đầu mình khởi tạo ấy, thì mình khởi tạo sẵn một cái user rỗng, user list rỗng và một cái post post list rỗng, xong rồi sau đấy thì mình cứ nhét list user với list post vào trong không. Mà còn anh tạo ở đâu được nhỉ? Hiện tại thì mình chưa cần lưu trữ vào một chỗ cụ thể. Còn sau này thì mình có thể lưu vào một thư mục context hoặc là thư mục data hoặc là một cái thư mục gì đấy. Tùy theo mô hình mình chọn thôi. Nếu mà mình chỉ context thì chắc là chỉ có một cái thư mục context và lưu vào trong. Còn nếu mà chỉ có một file duy nhất thì mình hoàn toàn có thể lưu thành app được luôn.
Alo, tiếp anh em ơi. Thế là bây giờ em sẽ làm như này vậy. Em sẽ tạo hai component khác nhau, A và B. Em sẽ tạo riêng nhé anh em nhé. Tạo riêng hai component A và B ra nhé. Tạo đây đi, trông nó gọn. À, thứ hai là component B. À, thì em sẽ test tính năng là xem nó cập nhật được không. Tự nhiên bây giờ không cập nhật được nữa thì chắc là buồn lắm. Quên. Return. Rồi, thằng này thì em cũng gọi ra cái context thì chúng ta sẽ khai báo. Giống như kiểu state thôi, thì em sẽ lấy ra cái context CXT. Phải set CXT. Đấy, thì nó sẽ là view context và truyền vào cái my context. My context là mình khai báo ở bên file context mọi người. Đấy, thì đây là cách dùng này. Thì thằng B nó cũng như vậy. Thì bây giờ mình thử dùng cái này trước đã. CT điện. Đấy. Chấm name đúng không? Rồi. Thế bây giờ đến xem nào. Về thằng B thì nó cũng thế. B. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái nút nữa anh em ạ. Nút để cập nhật xem nó được không. Này không được thì chắc là phải dạy để đắc thôi. Để đắc thì hơi khó. Đây. Rồi cái chỗ set CTX này thì em sẽ đặt tên là change change context đi. Đấy, rồi. Nó là hai cái khác nhau anh ạ. Trước thì trong lý thuyết người ta nói là nó gọi là gì, nó bổ trợ nhau hay gì đấy. Tuy nhiên thì em dùng đến thấy là một thằng ngắn hơn hẳn, một thằng này nó quy trình hơn, nó to hơn không. Rồi. Bây giờ em sẽ thử là xét lại cái này, xét cái này thì em xét thành đối tượng mới luôn nhé. Name 2.22 đi. Và S 2.25 trở lại. Thì không biết là có được không. Em sẽ gọi hai thằng ra ở trong context luôn nhé. App này. Cái này để nguyên nhé, gọi cả A cả B ở đây nhé. Đây, cả A và B ra này. Ủa, xấu. HR. Đây, kiếm thử xem có được không. Đấy, mọi người thấy là chỉ cần trên ở một nơi nhé, là tất cả mọi nơi đều trên, tức là đều ảnh hưởng mọi người. Nó chỉ như đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì đây chính là cái ví dụ cho việc mà nó có thể sử dụng ở tất cả component và đảm bảo là nếu mọi người cập nhật ở một nơi bất kỳ thì tất cả phần còn lại đều cập nhật. Dù cho là mọi người đang ở app, mọi người dùng vào trong hay là mọi người từ trong mọi người hiện ở app thì nó đều cập nhật đồng bộ hết. Thì nó liên quan gì cái tính năng search? Thì cái tính năng search ở đây ấy, nó chỉ có vấn đề ở cái tính năng nâng cao thôi anh em ạ. Mọi người sẽ đến nâng cao làm gì? Cái tính năng tìm kiếm bình thường nhé. Tức là cái phần input tìm kiếm nó cùng với lead ấy, thì mọi người hoàn toàn thể dùng state bình thường để mọi người lọc cái lead hiện tại được. Tuy nhiên nếu mọi người dùng nâng cao thì cái phần input tìm kiếm ấy nó lại nằm ở một nơi khác, tức là nằm ở trên trên cái header chẳng hạn. Còn phần lead của mọi người nằm ở chỗ riêng nhé. Thì thế phát sinh vấn đề là gì? Phát sinh vấn đề là tôi phải làm cái ở đấy để tôi lấy cái mà tôi đã vừa nhập ở trên heap, tôi ném vào lead để nó lọc được. Đấy. Thì đây chính là một vấn đề và chúng ta sẽ giải quyết bằng cách dùng context. Đó thì ngoài ứng dụng này ra thì context nó giảm rất nhiều ứng dụng khác, ví dụ như là login vào lưu lưu trạng thái đăng nhập này. Ví dụ ta đăng nhập xong thì dùng cái thái đăng nhập đấy, dùng cái user đăng nhập đấy để thành user mà chúng ta sẽ tìm kiếm theo user đấy này. Chúng ta sẽ tạo bài viết của một user cụ thể khi đã đăng nhập này. Kiểu như vậy. Đấy, thì đây chính là context khi mà chúng ta sử dụng. Thì bây giờ mọi người có thể thử. Cái kiểu này chính là kiểu ngọc vuông hay ngọc nhọn thì do mình khai báo, nhưng mà mình khai báo ngọc vuông ở trong my context ấy, thì mình biết ở đây thế thôi. Thì app nó sẽ như này. Rồi, đây. Cái app thì chúng ta viết đơn giản thế này em ạ. Thì chúng ta thử thôi mà, chúng ta sẽ thử nghiệm xem nó được hay không. Không có gì đâu. Đó, thì shimmer. Mọi người có thể thử này vào, xong mọi người có một. Và nếu mà làm xong thì anh em bắt tay vào làm cho em các tính năng kia luôn. Tính năng mà em ra bài tập hôm nay. Rồi sau thì dự kiến em sẽ chữa. Và gọi là
gọi là gì, sẽ xử lý cho mọi người cái phần login, login xong lưu trạng thái xong rồi tạo bài viết mà đúng của người mình vừa đăng nhập ấy nha. Để buổi sau bây giờ anh em làm xong này đi, lỗi thì em xử lý luôn này. Sau này lúc mà em dạy con tech ấy, thì khả năng là em sẽ gọi là cho mọi người biết con à, cái dạy React ấy, thì em sẽ nói cho mọi người biết là nó khác biệt như nào với con tech về mặt cấu hình, còn về mặt chức năng thì chúng nó giống nhau nhưng mà, nên là sau này có thì em cũng chỉ giới thiệu về mặt gọi là cấu hình thôi và cho mọi người thấy nó khó như nào ấy. Thật sự là con phần React nó rất là khó luôn, trên cái khó này. Thì mọi người dùng Context ấy, thì tất cả mục tiêu của em là tức là trên thiết kế của hệ thống ấy là người ta dùng React ấy thì nó rất là khó, thì em hướng mọi người tới dùng Context thì một cái thay thế nhưng mà chức năng nó tốt hơn và dễ làm hơn đấy. Đấy thì mọi người thể tham khảo ấy. Mọi người xem, nếu mà thử thì có thể thử xem ngay cái video 5 và video 7 của em ở trên giấy phát React của em, mọi người thấy là cái việc tạo được cái Context à, tạo được cái React mà hoạt động bình thường được ấy nó quá khó khăn luôn. Đấy, thực tế là gì ấy, không phải dọa hay gì hết mà đó là sự thật mọi người ạ. Thì mọi người thể xem thử luôn, nên là em rất là khuyến nghị em dùng thử Context và áp dụng thì nó sẽ tốt hơn đấy. Đương nhiên dạy thì em phải dạy rồi chứ. Theo như em thấy thì những con mới thì chắc chắn người ta sẽ dùng Context nhỉ? Có chăng thì mấy con cũ tập 1 2 năm trước hoặc 3 4 năm trước cái đấy thì người ta vẫn giữ cái cách cũ là dùng React thôi, tức là mục đích thì nó vẫn là một đấy, nó không hơn nhau về hiệu năng hay gì hết, thì đương nhiên là người ta sẽ chọn cách dễ dàng tiếp cận để xây dựng con mới. Để lại bước 1 đúng không? Bước 1 là bước tạo con tách đúng không? Nó sẽ là lúc này để tí em nó split nó ra cho anh em nhìn đây, tức là sau này nhá, kể cả mọi người có code khó hơn ấy thì cũng chỉ có một cái lần tạo context này thôi mọi người nhá. Đấy nên là anh em yên tâm là chỉ một lần cấu hình là hết. À, về rồi đúng không? Lớp nghỉ rồi này.
Học anh em ơi, đọc đây. Đọc nhanh nhanh nhá. Chào mọi người nhá. Ok người.